Đó, xin chào các bạn. Hôm nay mình có nhập một cái iPhone 13 Pro Max màu vàng. Thì có nhiều bạn đã thắc mắc là tại sao có những cái máy của Mỹ á, là nó có cái anten này, nó có cái khe này, còn các nước khác là không có. Ví dụ như hàng vi mã VN là hàng của thị trường Việt Nam, hoặc là mã của Nhật, của Hàn Quốc, của Sinh gì đó, nó sẽ không có cái thanh này, mà nó chỉ như thế này thôi, không có cái khe đó. Và các bạn thắc mắc là cái khe này là gì và nó có cái gì vượt trội so với lại hàng của những nước khác hay không, thì mình làm video này để mình nói với các bạn luôn là đây là cái anten 5G mmWave, chỉ có bạn của thị trường Mỹ mới có cái anten này. Thì khi các bạn nhìn trên cái hộp đây, nó sẽ ghi sẵn trên cái hộp nè, đó, 5 LTE nè, and 5G sub 6G và mmWave. Đó, các bạn nhìn thấy không, trên hộp của hàng Mỹ nó sẽ ghi như vậy. Thì ở bên Mỹ nó có băng tần 5G mmWave, còn những nước khác thì chưa có xài với băng tần đó, chỉ xài là sub 6 GHz thôi. Cho nên là bên Mỹ sẽ làm cái này, lý do là vì cái anten, cái băng tần 5G mmWave nó mạnh hơn cái băng tần sub 6. Tuy nhiên cái khả năng mà để thu sóng của một cái iPhone đó, khả năng mà cái máy có thể nhận được 5G mmWave nó rất là kém, vì nó không thể xuyên qua được thép nhiều như là những cái máy như là mạng sub 6. Cho nên là Apple phải làm cái khe này nó rất là mỏng, nó có một cái lớp mỏng để nhận cái tín hiệu 5G mmWave đó. Đó, chỉ khác vậy thôi. Ngoài ra là các bạn nếu mà hàng Mỹ ở đây thì các bạn cũng không có xài băng tần 5G mmWave mà các bạn xài sub 6. Tuy nhiên chỉ có hàng Mỹ mới tích hợp băng tần 5G mmWave và sub 6, còn những cái hàng mã cái nước khác khi có anten đó thì là nó chỉ xài sub 6 thôi chứ không có 5G mmWave. Tức là khi mà các bạn cầm những cái iPhone mà mã của Việt Nam hay là mã của Nhật, của Hàn, của Sinh đi qua Mỹ thì các bạn chỉ xài băng tần 5G sub 6 chứ không xài được mmWave, tại vì không hỗ trợ. Còn bạn Mỹ là có băng tần đó, những cái anten này là các bạn có thể xài được cái băng tần 5G mmWave đó, thì cái tốc độ nó sẽ mạnh hơn, nhanh hơn. Tuy nhiên là do là khả năng bắt sóng của nó kém nên phải làm cái khe này để cho nó nhận tín hiệu 5G tốt hơn, chỉ khác vậy thôi. Còn nhiều bạn hỏi là cái máy Mỹ nó có tốt hơn máy Việt Nam hay là không, thì thực ra là Apple làm mỗi một cái máy cho một thị trường khác nhau và sẽ tuân thủ theo cái quy định của cái nước sở tại. Ví dụ như hàng ở Dubai, Pakistan, Ả Rập á, thì là sẽ không có FaceTime, tại vì cái luật ở bên đó là người ta cấm đầu hồi là cấm chia sẻ, cấm phụ nữ chia sẻ cái khuôn mặt. Cho nên là hầu như là những cái ứng dụng mà video đều bị vô hiệu hóa, và Apple cũng làm cái iPhone không có FaceTime mà cho những cái thị trường đó. Còn ở bên Nhật và Hàn Quốc là có một cái luật là cấm chụp ảnh lén. Cho nên khi các bạn là sử dụng máy của mã Nhật là J-A hoặc mã Hàn Quốc là KH-A thì nó sẽ không có ngắt được cái âm chụp ảnh là vậy. Thì trước giờ nó đều như vậy hết, thì nó chỉ khác vậy thôi chứ ngoài ra là không có cái gì khác hết. Không phải là cái này tốt hơn rồi cái kia không tốt, là sai. Tại vì cùng là một hãng sản xuất ra thì cho nên là những cái mà linh kiện bên trong nó đều như nhau hết, ráp là đều ráp ở Trung Quốc hết. Đó, là có một điều mà lưu ý là hàng, nếu mà các bạn sống ở đâu thì các bạn xài mã thị trường đó là tốt nhất. Ví dụ các bạn ở Mỹ chắc chắn là các bạn xài hàng chính hãng là của thị trường Mỹ rồi là nó sẽ ok. Còn hàng Việt Nam, ở Việt Nam các bạn xài mã VN là ok nhất, tại vì nó sẽ dễ bảo hành. Ở Việt Nam mình là chỉ bảo hành ủy quyền thôi chứ không phải là bảo hành chính thức kiểu của Apple, như Apple Store ở Mỹ, ở Sinh là có cửa hàng của Apple luôn. Còn ở đây là chỉ có cung cấp qua các dịch vụ của những cái công ty được Apple ủy quyền thôi. Cho nên là những cái hàng mà xách tay hiện tại bây giờ đều yêu cầu hóa đơn để chứng minh trước, rồi sau đó họ bên trung tâm bảo hành mới sẽ tiến hành kiểm tra xem là cái máy này có được hỗ trợ ở Việt Nam hay không. Thì do cái chính sách giới hạn bảo hành của Apple cho nên là không phải là cái máy nào có hóa đơn cũng bảo hành được, những hàng xách tay các bạn, nói chung là hên xui á. Còn hàng Việt Nam thì các bạn cứ đem vào bảo hành thôi, hàng VN là đem vào các trung tâm bảo hành ở Việt Nam là nhận bảo hành bình thường, không có cần hóa đơn gì hết ha, iPhone á. Còn đối với iPad hay là MacBook là các bạn vẫn phải cần hóa đơn ha. Rồi, xin cảm ơn các bạn.